xin giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn lô bông trang hồng phấn hình tháp, hình tháp một cốt, ảnh cao là từ 7 cho đến 8 tấc nha cô chú anh chị. Thì cái lô cây này là gốc là cũng từ là 2 năm rưỡi trở lên nha cô chú anh chị. Này thì hôm nay em quay một cái clip ngắn để giao lưu đến cô chú anh chị và các bạn đam mê yêu hoa mẫu đơn như là bông trang. Đây, cô chú anh chị xem từng rốc rất là to, không thể chê vào đâu được. Tại vì gốc của ảnh to và chắc nặng lắm, cho nên là mình phải cuột cây để chặn ảnh sợ ảnh rớt á. Cô chú anh chị xem cái gốc rồi, gốc quá tuyệt vời luôn. Gốc này là gần 3 năm tuổi rồi. Nhìn cái cây cô chú anh chị thích loại bông trang lá nhỏ mà màu hồng phấn một cốt dạng tháp cao từ 7 đến 8 tấc này thì inbox Zalo giúp em ạ, chụp màn hình ngay cái cây mà cô chú yêu thích đó, rồi gửi Zalo giúp em sẽ gửi ngay cây đó cho cô chú ạ. Đây, những cái gốc này thì ảnh hơi nghiêng, cái này thì thẳng đứng nè cô chú, gốc to hơn ngón tay cái của em nha cô chú anh chị. Dạ, một màu hồng phấn. Dạ thì nguyên lô này của em á là tầm trên 50 cây nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị cứ mua một cặp, hai cặp, ba cặp gì cũng được ạ. Thì inbox Zalo giúp em. Rồi em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem cái clip ngắn của em review gửi đến cô chú anh chị ngày chủ nhật cuối tuần. Kính chúc là cô chú anh chị luôn sức khỏe và xem video vui vẻ. Bye bye. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong video tiếp theo.